Chuyện cũng có thật xảy ra showbiz thật năm ngoái, thì cũng một diễn viên gái gú rồi xong rồi cô diễn viên kia cũng chấp nhận tha thứ cho nó, và cái cô kia cũng ngồi khóc lóc vậy đó. Thì cái việc mà em đem những cái chuyện ra, em có sợ bị đụng chạm trong những cái mối quan hệ của mình trong showbiz không, khi mà đem những câu chuyện đó lên cái web drama mạng của mình? Thật sự nha, hôm nay anh hỏi thì em mới bắt em với anh như cô nãy giờ nhìn nhau rồi. Ủa, câu chuyện của ai ta? Thế là chứng tỏ là dạ không, ekip em không hề lấy từ câu chuyện, cảm hứng từ câu chuyện đó, cho nên giờ ai nhột thì nhột thôi, chứ bây giờ sao bây giờ. Dạ thực ra thì lúc là anh hỏi thì em mới nhớ tới cái chuyện đó. Thật ra cái câu chuyện mà một cái cô gái trong showbiz thì chắc chắn sẽ dính tới đại gia, mà đã cả anh đại gia thì chắc chắn sẽ dính tới nhiều cô gái thôi. Cái motif đó nó khá là quen thuộc. Chứ thật ra tụi em lúc tụi em là kịch bản thì tụi em không nhắm tới một cái nhân vật có thật nào. Dạ, thật ra thì tụi em đã lúc làm thì tụi em đã không nghĩ tới rồi, nếu mà có sự trùng hợp nào đó nó chỉ là sự vô ý chứ em đã không cố ý rồi thì dạ, cái này giống như cái chuyện mà mọi người có hay để ý cái chuyện một big status up Facebook á, đôi khi nói một người mà xong rồi xung quanh ai cũng phải nói mình không ta, kiểu có kiểu giống vậy. Thì nếu mà giờ ai nhột thì tụi em xin lỗi thôi, chứ giờ biết làm sao bây giờ. Dạ, thực ra là đây em có thể nói chung chung như thế này, đó là kinh phí thì không thể nào bằng điện ảnh, nhưng mà nó sẽ một mức giá mà không làm em bị cháy túi, và một mức giá mà em có thể mang được cái chất điện ảnh vào trong web drama. Đó, em chỉ có thể nói chung chung thôi, em cảm ơn chị. À, nói đến cái đó thì Dustin mới có một thắc mắc riêng của Dustin, vì nhà nhà cũng làm web drama, có những người đợi cái thành công của vài tập và họ chuyển thành điện ảnh. Đó là cái cách mà mình có thể thu hồi lại vốn, chứ không thể nào mà mình bỏ tiền ra và chỉ mong là có người xem rồi không có lấy lại được gì. Gặp thanh tâm thì sao? Cái đó là lời đồn nhưng mà họ khẳng định thiệt. Hôm nay em trần tình đi. Em nghĩ là nếu mà câu chuyện này em ra phải xem cái phản ứng của khán giả nữa. Nếu mà phản ứng của khán giả rất là tốt như chị cái series Thăm Mũi ấy, thì cái câu chuyện này mang lên phim rất là dễ dàng thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn phải là cái phản ứng của khán giả. Sau đó từ đó bắt đầu mình mới có thể ra những cái phát triển, những cái ý tưởng khác và những cái kế hoạch khác. Em tự tin là sẽ có phản ứng tốt sau tập 1 hay không? Em nghĩ là bất kỳ cái gì mình làm mình phải có niềm tin cái đã, thì là mình đã chiến thắng được một nửa rồi, thì em có niềm tin là những cái sự đóng góp của em cũng như của ekip, khán giả sẽ đón nhận điều đó. Em phải tin để thì em mới làm được một nửa, còn một nửa lại là do sự cố gắng của em, cho nên là ít không ít thì nhiều em vẫn sẽ có nhận lại những cái tích cực của khán giả. Ok, vậy thì xin được cảm ơn Ngọc Thanh Tâm, xin được cảm ơn Nê Cô Lê, cảm ơn các bạn diễn viên.